Phim hoạt hình Bác sĩ Thỏ và huyền thoại về Vương quốc Răng Xinh. Hai Xuân chào. Tới phim mấy bạn hả? Rovaina vừa khám xong rồi. Rovaina đã làm một việc trên cả tuyệt vời là giữ răng và nú thật chắc khỏe giữa những lần khám răng định kỳ. Dạ, cảm ơn bác sĩ Thỏ. Cháu luôn luôn chải bằng kem đánh răng có flo, ngay cả răng ở tiết trong cùng. Rất là tốt. Rất vui khi cháu và các bạn đến khám răng định kỳ thường xuyên. Sao vậy? Bồ đã quên nụ cười trên ghế khám răng rồi hả? Kết quả của bạn này không tệ lắm đâu. Bạn chỉ cần đánh những răng trong cùng cho thật sạch hơn thôi. Cháu thấy răng mãi chắc khỏe lắm mà. Nhìn bề ngoài thì răng có vẻ khỏe mạnh ba, nhưng chất flo có trong kem đánh răng sẽ giúp răng chắc khỏe hơn. Đã quá ta, giống như mà áo giáp sắt cho răng vậy. Thật là chính xác. Kem đánh răng có flo giúp ngừa sâu răng và bảo vệ răng khỏi mảng bám. Khỏi cái gì vậy? Mảng bám, đó là một loại chất bám dính gớm ghiếc gây ra bởi lũ vi khuẩn có trong miệng. Khi lũ vi khuẩn gặp thức ăn ngọt hay những thứ có nhiều tinh bột như là khoai tây chiên nè, bánh kẹo hay là sô-cô-la thì chúng sẽ tạo ra axit, và axit có thể gây sâu răng. Đó là lý do các cháu nên hạn chế ăn quà vặt lung tung giữa các bữa ăn chính. Lạ quá ha, khi cháu soi gương, cháu đâu có thấy gì trên răng hay nú đâu. Các mảng bám thường không nhìn thấy được. Những gì ta không thấy, làm sao hại ta được? Thật ra mảng bám có thể gây đủ loại bệnh trên răng miệng. Điều này làm bác nhớ tới một câu chuyện. Chuyện hả? Có rồng không bác? Không, nhưng sẽ có lão phù thủy già nham hiểm độc ác và cả những hiệp sĩ nữa. Thích nhanh rồi bác. Và có cả một tòa lâu đài. Ngày xưa, có một vương quốc thần tiên tên là Vương quốc Răng Xinh. Trên tôn quân chú ý, chúng ta đang bị lũ quái vật mảng bám tấn công. Các chiến binh răng xinh của ta đang bị sự tấn công bẩn thỉu của lũ mảng bám. Thần cam đoan việc này chắc chắn là do lão phù thủy ham ăn quà gây chiến. Làm sao đây, vương quốc của chúng ta sẽ không còn răng và nướu chắc khỏe, và cũng không còn nụ cười xinh tươi. Ôi thật khủng khiếp. Một vương quốc không có nụ cười xinh và rạng rỡ, làm sao để cứu thế giới chúng ta thoát khỏi sâu răng hỡi nha hoàng của ta? Muôn tàu nữ hoàng, những cận vệ trẻ tuổi này rất sẵn lòng thực hiện sứ mệnh bảo vệ vương quốc. Ôi tuyệt làm sao. Hãy mau đưa họ vào phòng trang thiết bị cung cấp nụ cười hạnh phúc ngay lập tức. Chào bố tên gì? Theo tiếng lừa thì có nghĩa là thông minh. Bàn chải lông mềm. Xong. Kem đánh răng có flo, nó làm răng sạch và giúp hơi thở thơm tho. Nó cũng giúp bảo vệ răng khỏi các mảng bám và giúp răng chắc khỏe hơn. Chỉ tơi nha khoa giúp lấy các mảnh vụn thức ăn và mảng bám còn sót lại giữa những kẽ răng và dưới nú răng. Cái đó là cái gì vậy bác sĩ Thỏ? Đây là cây đèn thần. Ánh sáng ma thuật của nó giúp chúng ta thấy được những mảng bám vô hình. Nào lũ trẻ ngốc nghếch, bọn ta sẽ sớm xâm chiếm đỉnh hào, sau cùng là thác Flo, và cuối cùng vương quốc răng xinh quý báu sẽ thuộc về bọn ta. Ta nghĩ những người bạn mới này cần ăn quà vặt nhiều đường và tinh bột. Bây giờ các cháu hãy cẩn thận nha, phải cảnh giác với bất cứ thứ gì đáng nghi ngờ. Dạ.
Bây giờ chúng ta bắt đầu ra trận. Các cháu hãy lắng nghe những điều bác dặn nha. Đây là điều các cháu nên nghe. Để tránh được ngày chúng ta sẽ bị vi khuẩn tấn công vào miệng. Ghê quá. Và khi vi khuẩn gặp thức ăn, nó tạo ra axit. Điều đó thì chẳng có gì hay. Nó tạo ra một chất dính. Chất dính đó chính là mảng bám. Mảng bám gây ra những lỗ sâu răng. Lúc đó răng ta bị sâu. Vì thế đừng có ăn quà thì răng ta không bị sâu. Ăn quà vặt nhiều, mảng bám sẽ tấn công. Chúng ta phải chải răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ. Để bảo vệ răng, đúng không bác? Cho răng ta khỏe hơn, nên việc làm đầu tiên là phải chải răng kèm có flo. Nếu chúng ta chải răng hàng ngày thì răng ta không bị sâu. Vì thế mà chúng ta nên đánh răng vặt. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta có thể giữ răng chắc khỏe được không? Nên ta phải chải răng. Nè anh bạn, sáng nay chú đã ăn một củ cà rốt thật là ngon lành rồi mà. Chú càng ăn quà vặt nhiều, mảng bám càng có cơ hội tấn công răng chú đó. À, bác sĩ khóa châm răng, nhìn kia. Ê, không có gì hết. Vậy à? Wow, xem kìa. Nào, các cháu biết phải làm gì rồi ha? Kem đánh răng có chứa flo sẽ đánh bại lũ quái vật mảng bám, đồng thời giúp răng chắc khỏe hơn khi chải đó. Và sau khi ăn xong và trước khi đi ngủ, nào mình cùng nhau đi chải răng. Dùng kem có flo và bàn chải chải răng, ngửi được sâu răng và cho răng luôn chả. Nào cùng chải răng, cùng làm sạch răng. Trời ơi phía trước, từ từ đi vào trong góc. Đừng quên chạy lưỡi nhé, vì mạng bám ẩn mình trong đó. Nếu các cháu muốn mình cười tươi, miệng thơm phức, thì ta luôn siêng năng và thường xuyên luôn chăm sóc. Làm cành răng, răng, nhau cùng chạy răng. Cùng một sữa tâm cơ mang bao làm mình hương răng. Khi bàn chải bị tưa, thì đừng dùng nữa. Câu trả lời là không. Cho răng và nụ của ta luôn sạch trong thơm tho săn chắc, thì ta siêng năng thường xuyên luôn chăm sóc cho răng của ta. Nào cùng chải răng, cùng làm sạch răng. Cùng một sữa tâm phương mang ra làm mình hương răng. Chải răng, cùng làm sạch răng. Cùng một sữa tâm phương mang ra làm mình hương răng. Quá đã, vậy mới gọi là chiến đấu. Bác sĩ Thỏ, bác sĩ khóa châm răng, cháu không chạy được ở đây. Chỉ tôi nha khoa. Đúng rồi, là loại chỉ đặc biệt có thể lấy được những mảnh thức ăn còn thừa bám giữa hai kẽ răng, mà khi chải răng bàn chải không lấy ra hết. Các cháu sử dụng chỉ tơi nha khoa bằng động tác kéo lên kéo xuống nhẹ nhàng. Sử dụng chỉ nha khoa ngay một lần và hãy nhờ bố mẹ giúp. Nhìn nè Bo, mình nghĩ là mình đã tìm được giải pháp cho vấn đề của bạn rồi. Được rồi, tiến vào hang ổ sâu răng thôi. Những tên nha hoàng cố chấp. Nhưng bọn bay chưa thấy cái bẫy cuối cùng của ta đâu. Nếu bọn bay tiến vào hang băng giá trên ngọn núi ngọt ngào thì đã có bọn ta sẵn sàng đón tiếp. Nào khẽ thôi, các cháu phải cảnh giác đó. Ổ sâu răng nằm ngay phía trước. Wow, đi thôi các bạn, chúng ta tấn công. Này các cháu hãy ở lại đây, để bác và bác sĩ khoái chăm răng sẽ lên xem trước. Các cháu không thể biết được tên phù thủy ham ăn quà và lũ lâu la của hắn trốn ở đâu đâu.
bộ, nhìn nè. Cẩn thận nha, đừng có đến đó, nó có thể là một cái bẫy. Ồ, quá ngon, hương vị thật tuyệt. Nhào vừa lên, ta cũng dễ nhốt. Nhìn nè, ở đây có mấy bạn nè. Chúng ta có nên tham gia vào con mấy bộ, hay là đợi bác sĩ Thỏ và bác sĩ Khóa chăm răng? Khoan đợi đã, có cái gì đó không đúng. Có bạn nào có cái túi cho mình mượn, mình muốn mang một ít bánh kẹo đi đường. Chào bác sĩ Rõ, chào bác sĩ Khóa chăm răng. Tôi hy vọng là các cháu đã không ăn cả ngày ở đây. Ồ, bác sĩ Khóa chăm răng, hôm nay chúng cháu đã ăn vặt quá nhiều lần. Cả ngày à, ăn những thứ tạo mảng bám và không chảy răng à. Hãy nhớ mỗi lần các cháu ăn bánh, mảng bám có thể tấn công răng các cháu đó. Nhanh lên, chạy ra xe. Các cháu phải chải răng ngay bằng kem đánh răng có floor. Nhớ chải cả những răng trong cùng. Nhanh lên. Thiệt ngon không hả, lũ nhóc? Bây giờ nha hoàng tốt bụng của ta ơi, ai sẽ cứu bọn bay đây? Nếu chúng ta thua trận, tất cả nụ cười trong vương quốc của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải bảo vệ vương quốc khỏi sâu răng. Sao? Chúng ta chưa thua đâu. Cháu cá là cháu có thể bẻ gãy những thanh bánh quy đáng ghét này. Không ổn rồi. Vậy còn những chiến binh răng xinh thì sao? Có thể họ giúp chúng ta thoát khỏi nơi này. Chỉ sợ lũ quái vật mảng bám của phù thủy Ha mang quà quá hiếu chiến. Các chiến binh răng xinh đã không còn đủ sức nữa và bị các bảng bám bao vây. Liệu kem đánh răng có floor có lấy lại được sức mạnh cho họ không? Tất nhiên, nhưng làm cách nào chúng ta lấy được kem đánh răng vào bàn chải? Coi nè, bò vẫn còn đội chỉ tên nha khoa quấn quanh quần của bạn ấy. Sâu răng. Sớm thôi, thế giới này sẽ chỉ thuộc về quái vật mảng bám bọn ta. Làm ơn đừng chạy nữa, đừng dùng kem đánh răng có flo nữa, đừng dùng chỉ tay giác qua nữa, cứu ta. Sau khi ăn xong và trước khi đi ngủ, nhớ làm việc chăm sóc sức khỏe răng miệng của bạn. Bạn nên nhớ thăm răng định kỳ và nhà sĩ sẽ là người chăm sóc răng cho bạn. Ta nên luôn siêng năng chăm sóc tốt cho răng, dùng tiêu diệt đồ mang bám ơn nằm ở trong răng bạn. Răng bên ngoài sống đến những răng ở trong cùng, để hàm răng luôn xinh tươi hơn ho luôn thơm thò. Mùa sau răng ta phải làm gì đây? Có floor, chị tờ nhà khoa cho ta tiêu diệt được mang bám giữa hai vùng kè răng. Hãy
nhờ bố mẹ giúp bạn sử dụng đúng cách. Nói rất đúng, hãy đến nha sĩ khám răng định kỳ mỗi 6 tháng vì chỉ chải răng thì không đủ để ngăn ngừa sâu răng đâu. Giữ cho răng được chắc khỏe là tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Đúng rồi. Và hãy nhớ rằng chiến đấu chống lại mảng bám là việc các cháu phải làm mỗi lần chải răng.